Chào mọi người quay lại kênh Anh Min Audio. Hôm nay chúng ta cùng đến với nội dung tập 282 của Bộ Vĩnh Sinh. Mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Phương Hàn xuất thủ, Tu Vi không còn là hư tiên nữa mà là thúc dục hồng hoang tổ long chi lực trong bát bộ phù đồ, còn có lực lượng của tổ vu kính, tam thập tam thiên trí bảo, thậm chí là hoang thần chi thi. Lúc này thứ trọng yếu nhất trong bát bộ phù đồ chính là hoang thần chi thi, lực lượng của kiện pháp bảo này có liên quan tới rất nhiều kiện pháp bảo khác khi dung nhập vào bát bộ phủ đồ, làm ổn định nguyên khí, gia trì thân thể phương hàn, khiến hắn có lực lượng để giết chết thiên tiên. Mười cây long trảo tổ long chột tới khiến một mảnh hư không quanh tổng đàn thái thượng cửu thanh thiên sụp đổ. Phương Hàn không xuất thủ thì thôi, một khi xuất thủ liền khiến trời đất rung chuyển, rung động thời không. Đầu tiên, vương tỏa cự đại mà lão thái bà phong hậu đang ngồi lập tức sụp đổ. đệ tử dây trướng của mũ liên tiếp đổ vỡ, nguyên một đám thi thể đều nổ thành huyết nhục mơ hồ, thậm chí liên thể bất hủ vật chất trong cơ thể cũng bị phá hư hết nhất là đệ nhất đệ tử tu luyện đến cấp bậc chân tiên yến khuynh thành kia phanh một tiếng trong miệng liên tục phun máu tươi long chảo còn chưa trục xuống nàng đã bị chấn đắc thổ huyết sinh tử pháp tắc trong cơ thể đột nhiên bị phá vỡ khi tất cả người chợt giảm lại bị phương hàn cứng rắn đánh rớt một cảnh giới từ chân tiên giảm xuống thành hư tiên lão thái bà phong hậu đối mặt với 10 trào tổ long trong cơ thể lập tức xuất ra thiên tiên đại đạo tuyệt học uy mãnh từng đạo lại từng đạo đại tiên thuật từ trong tay ầm ầm bắn ra như cuồng phong thái cổ quét ngang qua vũ trụ hàng tỷ tinh không bị hủy diệt, lại như phong bạo tiên giới đảo qua thời không. Phong kích tam thiên, đại đạo như gió, quét ngang thiên hạ, thái thượng chi phong. Cả người lão thái bà phong hậu sôi lên, một cỗ tiên khí đột nhiên bùng phát ra bao vây lấy đám đệ tử dưới trướng vào trong. Vô số đại liệu thương thuật cùng tiên đan đáp xuống, muốn chữa trị hoàn toàn thương thế cho đám đệ tử kia, hơn nữa mụ còn triển khai phản kích cường liệt đối với Phương Hàn. Muốn đối phó với ta, còn sớm lắm. Cái thiên chi quyền, phiên thiên chi thủ, Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, ai dám khiêu chiến với uy nghiêm của tạo hóa. Phương Hàn lẫm liệt sừng sững đứng trên không trung, toàn thân toát ra huyết quang, long khí, nửa người nửa rồng, phía sau lưng hắn xuất hiện cả sơn hà trong long giới, rộng lớn mà cự đại, tựa hồ như cả lực lượng của long giới đều ở trong thân thể hắn, giơ tay nhấc chân có thể chém tới tiên giới, đối kháng với bất cứ thế lực gì. Khí thôn sơn hà, một tay nâng trời. Hắn đánh ra hai thức trong tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền cái thiên và phiên thiên đủ có thể che lấp tiên đạo thiên giới lật chuyển tới lui vô số tiếng nổ phát ra từ trên không trung đại tiên thuật của lão thái bà phong hậu sạch sẽ vỡ tan cả người phương hàn buông xuống trước mặt mụ như thần đế thái cổ quân lâm thiên địa bàn tay mười móng của tổ long chột tới đầu mụ từng tầng cương khí quanh thân mụ nổ mạnh kiện y phục tuyệt phẩm đạo khí cũng trực tiếp tan rã trở thành long khí bị long hóa mà hư ảnh của tam thập tam thiên quay cuồng trên đầu mụ áp bách khiến lưng mụ cũng còng xuống bính tử nhất chiến thiên tiên vô hồi. Pháp tắc tiên đạo, Thái thượng thiên quân, lão thái bà phong hậu bị phương Hàn thoáng cái đánh tan hộ thân cương khí, hộ thân bảo y áp bách khiến cho lưng còng xuống. Cũng biết tình thế không ổn, lập tức triển khai thủ đoạn liều mạng. Thiên tiên pháp tắc trong thân thể không ngừng được thúc dục, khí lãng trong cơ thể từng tầng từng tầng dâng lên, từng thế giới một tán phát ra, nổ mạnh, muốn chấn tan áp bách của phương Hàn. Khí huyết pháp tắc, tiên đạo tiên khí trên đỉnh đầu mụ biến thành bóng dáng một vị Thái thượng thiên quân, uy nghiêm của tạo hóa không thể khinh nhờn Phương Hàn trông thấy một màn này, bàn tay vẫn không hề ngừng lại, mạnh mẽ tiến lên một bước, trong giọng nói cư nhiên mang theo ngữ khí của thẩm phán tri thương. Trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên ngưng tụ ra hư ảnh một cây trường thương, hư ảnh giống như đúc thẩm phán chi thương. Một thương này liền đâm tan hư ảnh Thái Thượng Thiên Quân, thương ảnh nổ mạnh, hắn chớp thời cơ bước tới bên cạnh lão Thái bà Phong Hậu, đồng thời tung ra một trường. Con mắt của lão Thái bà Phong Hậu đỏ ngầu, cũng đánh ra một trường, hai trường va chạm trên không trung cả cánh tay của lão thái bà phong hậu hoàn toàn nổ tung huyết nhục mơ hồ cả người bay ra ngoài bị phương hàn đánh cho nguyên khí đại thương tuy tu vi của mụ là thiên tiên nhưng cũng không ngăn cản nổi tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền của phương hàn sau khi phương hàn vượt qua hư tiên lôi kiếp mỗi thời mỗi khắc đều hòa tan huyết nhục nguyên thai lực lượng tăng lên từng ngày nguyên khí cũng dư thừa hơn lần trước đối chiến với hai đại long đế là vì thương thế còn chưa khôi phục mà hiện tại đã sớm hồi phục hơn nữa còn mạnh hơn lão thái bà phong hậu không có tiên khí trong tay, căn bản không cách nào chống lại hắn. Cư nhiên dám động thủ trong thái thượng cửu thanh thiên, muốn chết. Gần phong hậu đạo tràng nhất là một trung niên nam tử uy nghiêm, trung niên nam tử này lông mi như kiếm, thân hình cao mất, giống như một cây trường thương dựng thẳng lên trên bầu trời. Cuộc sống như ngàn vạn đại long quấn quanh, thân thể nhào tới, tung ra một quyền, dị tượng quần tinh rơi dụng hiển hiện trên không trung. Hàng tỷ ảnh động tinh hà dao động, một quyền này lại là một môn đại tiên thuật. Trong lúc góp gáp, Tuy người này khiếp sự lực lượng của Phương Hàn, thế nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều, giải cứu cho lão thái bà Phong hậu mới là việc cấp bách. Ai dám ngăn trở? Khi nhìn tạo hóa đều không dung tha. Đối mặt với một quyền của Trung niên nam tử uy nghiêm, Phương Hàn cũng không quay đầu lại, trở tay ném ra, hư ảnh một cây trường mâu xuất hiện trong không trung là phục cửu chi mâu. Đó cũng không phải là bản thể của phục cửu chi mâu, mà trong khi Phương Hàn vừa thiên kiếp đã lĩnh ngộ được chân ý của phục cửu chi mâu, dùng vô thượng tiên thuật của bản thân ngưng tụ thành thế nhưng với lực lượng hiện tại của hắn uy lực cự đại hư ảnh này cũng đủ tạo thành thương tổn đối với thiên tiên một kích của phục cừu chi mâu liền đánh nát bấy đại tiên thuật của đối phương dư thế không giảm đâm thẳng tới trái tim của trung niên nam tử trung niên nam tử biến sắc thân thể liên tục biến hóa liên tiếp oanh kích ra hơn trăm triệu quyền lúc này mới đánh tan được phục cừu chi mâu thế nhưng hắn vừa đánh nát phục cừu chi mâu long trảo của phương hàn đã áp xuống thiên địa mênh mông càn khôn xanh biết ai dám ngăn ta ai dám khinh nhờn ta khắp nơi vô địch. Phương Hàn mang theo uy thế vô song cư nhiên tại thời điểm công kích lão thái bà phong hậu vẫn có thể phát ra công kích với nam tử uy nghiêm. Tiểu tử, ngươi quá cẩn dỡ rồi. Hành vi trong tích tắc này của Phương Hàn rốt cuộc đã chọc giận một số đạo tràng chủ. Trong lúc tức giận, lại một vị đạo tràng chủ bay lên, là một người trẻ tuổi. Thế nhưng rõ ràng cho thấy bản thân là nhân vật thu luyện qua 10 vạn năm. Trong khi tức có viễn cổ tăng thương, xuất ra một đạo tiên cương, giống như mặt trời rơi xuống, trong hằng tinh bạo liệt, Hỏa diễm trong hư không lập tức bốc cháy, đột kích về phía Phương Hàn. Phương Hàn không hề ngần ngại, một lần nữa bước lên, song chỉ thành kiếm, bổ ra, không ngờ là kiếm khí của Thất Lạc chi kiếm. Kiếm khí như văn minh thất lạc từ thời thượng cổ, cực kỳ thần bí, mênh mông, hào hùng, bất động. Kiếm khí đi tới đâu, hỏa diễm đều tan tới đó, tiên cương tan vỡ. Bước chân của Phương Hàn giống như thần chết đòi mạng, tại thời khắc này, hắn đối mặt với ba đại thiên tiên, thi triển ra trấn thiên đạp mỗi một bước đều có tư vị như khiến thiên địa vỡ vụn. Ba đại thiên tiên đối mặt với Phương Hàn lập tức đều có cảm giác như đối mặt với thần chết, trong lòng sinh ra tư vị khủng bố, đều lui về phía sau, nhất là lão thái bà Phong Hậu, cánh tay bị phá vỡ còn chưa kịp chữa trị. Phương Hàn dừng tay. Lúc Phương Hàn thi triển ra Chấn Thiên Đạp, muốn tiếp tục tiến công. Đông Lăng đạo chủ đột nhiên quát lên. Nơi này là tổng đàn của Thái thượng cửu Thanh Thiên, không thể quá mức kiêu ngạo bá đạo, thấy đủ phải biết dừng chư vị đạo chủ đã thấy ngươi có đủ thực lực để giết chết thiên tiên rồi nếu như ngươi ở đây giết chết thiên tiên sẽ kết thành đại cầu hận với thái thượng cửu thanh thiên chúng ta như vậy cũng đừng nghĩ đưa gì bảo ra ngoài tại thời khắc này rất nhiều đạo chủ thậm chí nghĩ không tự chủ được mà xuất thủ thế nhưng nghe thấy trong lời nói của đông lăng đạo chủ xuất hiện mấy chữ giết chết thiên tiên trong lòng đều cả kinh đám đại nhân vật không sợ trời không sợ đất này trong lòng sinh ra cảm giác lạnh buốt ta đã sớm nói không muốn động thủ nhưng mà kẻ nào muốn bức ta ta tuyệt đối sẽ không keo kiệt thi triển thủ đoạn lôi đình, uy nghiêm của Tạo hóa, không thể khinh nhờn. Tạo hóa môn ta chỉ cúi đầu và ngẩng đầu trước thiên địa, chư thiên thương sinh đều ở trong lòng bàn tay của Tạo hóa, ai dám khinh nhờn, tất sẽ chết. Phương Hàn dừng lại, nguyên khí cũng thu vào trong thể nội, lão thái bà phong hậu, nam tử trung niên uy nghiêm, còn có người trẻ tuổi kia lập tức sinh ra cảm giác bị hút lấy, ba người vội vàng bay ra ngoài. Mà Phương Hàn lại đi tới bên người Đông Lăng đạo chủ. Trong một sát na, hình thể khí tức của hắn lại mạnh hơn cả đông lăng đạo chủ. Hắn vừa dừng tay, toàn trường lại trở lại trạng thái gió êm sóng lặng, sát khí cũng không còn, thế nhưng thủ đoạn kinh thiên như thế đã khắc sâu vào trong trí óc của rất nhiều vị đạo tràng chủ. Ở đây có rất nhiều đạo tràng chủ đều là đại nhân vật, thậm chí có thể so sánh với những người đứng đầu trong các đại thế giới bài danh trước 10, mỗi người cũng không biết sống qua bao nhiêu vạn năm, được chứng kiến qua hàng ức vạn nhân vật. Thế nhưng thủ đoạn lôi đình của Phương Hàn vẫn khiến bọn họ cực độ rung động liên tục khiến lão thái bà phong hậu lâm vào thế sinh tử lưỡng nan thành thạo đón đỡ tiên thuật của hai đại đạo chủ khác còn thô bạo phản kích nếu không phải đông lăng đạo chủ gọi ngừng lại thật đúng là sẽ xảy ra một trường núi thây biển máu vạn cốt đều khô người này rốt cuộc là ai tại sao lại khủng bố như thế lực lượng quả thực là không thể ngăn cản nhất là bộ quyền pháp thượng cổ siêu việt kia thậm chí có thể so sánh với tuyệt học đã thất truyền của thái thượng cử thanh thiên ta khởi nguyên thần quyền đây là trượng phu của di bảo sao di bảo từ đâu mà tìm được một vị trượng phu như vậy ngươi có nghe thấy không đông lăng đạo chủ vừa nói hắn có thể giết chết thiên tiên đây là cái loại lực lượng gì là thần tiên trong truyền thuyết sao nhưng nếu như tu vi của hắn là thần tiên phải ẩn nút đi mới phải không để cho tiên giới biết thực lực này thật sự là quá mức khủng bố phong hậu đạo chủ độc cô linh tôn đạo chủ ba đại đạo chủ xuất thủ tựa hồ cũng không thể chấn áp được hắn còn bị hắn phản kích mà tựa hồ hắn còn chưa thi triển ra toàn bộ thực lực. Chỉ nhìn mấy chiêu này, đúng thật là hắn có thể giết chết thiên tiên. Thật cường hoành. Nếu như người này thật sự là trượng phu của Di Bảo, Thái thượng cửu thanh thiên chúng ta đây có một địch nhân như vậy quả thật là không phải chuyện may mắn. Lập tức những đại nhân vật cao tầng của Thái thượng cửu thanh thiên đều nhìn chằm chằm Phương Hàn, ý đồ muốn điều tra chi tiết từ trên người hắn. Nhất là họa tử hư cũng lắp bắp kinh hãi, tựa hồ hắn vẫn không tin là ánh mắt của mình đã nhìn, đôi con mắt cũng chằm chằm nhìn Phương Hàn hiện ra vẻ ngưng trọng cùng tàn nhẫn. Vừa rồi chỉ là hâm nóng mà thôi, hiện tại ta, trượng phu của Di Bảo không biết có tư cách tham dự vào chuyện có liên quan tới Di Bảo hay không. Phương Hàn căn bản không quản ánh mắt của tất cả đại nhân vật trong thái thượng cửu thanh thiên. hắn ngạo nghễ sừng sững đứng đó, phát ra thanh âm thật to, giống như hồng trung đại lữ, khiến trái tim của rất nhiều nhân vật chấn động. Ở đây mặc dù có nhiều cao thủ, thế nhưng không cách nào ngăn cản hắn. Muốn áp chế Phương Hàn, tối thiểu phải là nhân vật cấp bậc thần tiên, nhưng mà loại nhân vật này căn bản không dám tùy ý xuất thủ, nếu không tiên giới sẽ biết, giúp cuộc không ẩn nốt được, sẽ bị tiếp dẫn phỉ thăng. Ngươi tên là Phương Hàn, môn chủ của Tạo Hóa môn. Đột nhiên lúc này, Họa Tử Hư mở miệng. Đúng vậy. Phương Hàn nhẹ nhàng cười, nhìn vị phó môn chủ này. Người mặc dù là trượng phu của Di Bảo, thế nhưng Di Bảo đồng thời là đệ tử của Thái thượng cửu thanh thiên ta, nàng phạm vào tội nghiệp rất lớn, lọt vào sự trừng phạt của phủ chiếu tiên giới bị đầy vào nhà lao. Nếu như ngươi biết nàng phạm vào sai lầm lớn gì, vậy hôm nay cũng không hành động mạo phạm như thế. Họa tử hư trầm tĩnh nói. Người trẻ tuổi, ngươi muốn nghe thử xem di bảo rốt cuộc phạm phải sai lầm lớn gì không? Phạm phải sai lầm lớn gì, ta không muốn nghe, cũng không có hứng thú nghe. Phương Hàn nói như chém đinh chặt sắt. Bất kể như thế nào, cho dù nàng có chọc thủng bầu trời thì thế nào, ta vẫn thay nàng chống đỡ. Trời muốn trừng phạt nàng, ta sẽ giết trời. Đất muốn diệt nàng, ta liền giết đất ai dám động đến một sợi lông của nàng, ta sẽ diệt cả nhà kẻ đó. Ngươi tên là Họa Tử Hư sao? Ta có một việc muốn báo cho ngươi biết, chính là ngươi nên đổi xương hô bổn tọa môn chủ đi, nếu như tiếp tục nói người trẻ tuổi này người trẻ tuổi nọ, không tránh khỏi họa sát thân đâu. Ngươi. Trên mặt Họa Tử Hư tràn ngập vẻ tức giận, nhưng vì hàm dưỡng tốt cho nên vẫn cố kìm lại, cho dù Phật Đà của Phật giới khi nghe thấy những lời này của Phương Hàn, chỉ sợ cũng không nhịn được phải tức giận. Quá kiêu ngạo rồi, thật là bá đạo, quá không coi ai ra gì thật là cường hoành hơn cả sắt. Thế nhưng một số nữ đệ tử trong lòng đều sinh loại cảm giác khác thường. Nếu như ta có thể giống như Di Bảo, tìm được loại nam nhân này, chỉ sợ là chuyện hạnh phúc nhất trên con đường tu đạo a. Nữ đệ tử trong Thái Thượng Cửu Thanh Thiên cũng chiếm một con số khổng lồ, trong đạo tràng cũng có một số đàn tràng chuyên thu nữ đệ tử. Sâu trong nội tâm những nữ đệ tử kiến xuất tự nhiên là tỏ vẻ đồng ý với hành động bảo vệ Di Bảo của Phương Hàn, không nghe thị phi, thấy thần sát thần, thấy tiên trảm tiên trong một sát na hình tượng của phương hàn ở trong suy nghĩ của một số nữ đệ tử trở nên cao lớn mà ngay cả đệ nhất thiên tài của phong hậu đạo tràng yến khuynh thành bị phương hàn đả thương nặng nề thần sắc cũng biến hóa rất lớn di bảo a à, di bảo cư nhân ngươi có thể tìm được một nam tử như vậy trong nội tâm của yến khuynh thành phi thường hâm mộ nếu như có một nam nhân nào đó vì nàng tại trước mặt một đại môn phái cao thủ như vân nói ra những lời như vậy nàng nhất định sẽ toàn tâm toàn ý mãi mãi toàn tâm kính dâng tất cả thằng nhóc lớn mật ngươi đúng là coi trời bằng vùng. Họa tử hư cả giận nói, rõ ràng sát ý từ trong thân thể bạo tạc ra, từng đạo ảo cảnh từ trên đỉnh đầu hiển hiện ra, trên mặt xuất hiện từng đạo thần quang, cũng không biết là trong thân thể có tuyệt thế thần thông gì. Sao vậy? Họa tử hư, chẳng lẽ ngươi cũng muốn bắt nhốt ta? Phương Hàn càng thêm bá đạo, mạnh mẽ tiến lên phía trước, hắn đã từ trong miệng đông lăng đạo chủ biết, phó môn chủ họa tử hư là kẻ ủng hộ việc bắt nhốt di bảo lại, có tu vi cực cao, thiên tiên đỉnh phong, thâm sâu khó lường, trên người còn có một bộ viễn cổ đạo khí tổ hợp thành đại trận đối với cái kẻ này phương hàn tự nhiên không có gì phải khách khí trực tiếp đả kích uy tín của hắn tại trong thái thượng cửu thanh thiên ta đã sớm nghe nói ngươi là người ủng hộ việc nhốt di bảo lại hiện tại ta muốn nhìn xem vị phó môn chủ ngươi có bản lĩnh gì dám nhốt nữ nhân của ta vừa rồi ta đã nói qua ai gây bất lợi đối với nữ nhân của ta ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết người trẻ tuổi già néo đứt dây đó quá mức xuất sắc cũng không phải thiên đạo ngươi lại loi một mình pháp lực cao tới đâu, tiến vào thái thượng cửu thanh thiên mà mang thái độ cuồng ngạo như thế cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đột nhiên phía dưới họa tử hư, một cao thủ đứng thẳng lên từ trên vương tọa, thân thể như tháp sắt, sau đầu có từng vòng quang ảnh, thân thể khẽ động, tựa hồ toàn trường đều là bóng ảnh của hắn. Nguyễn Ảnh Pháp Vương. Đông Lăng đạo chủ lập tức truyền thần niệm cho Phương Hàn. Đây là một trong những hộ giáo pháp vương của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta, Nguyễn Ảnh Pháp Vương, có thực lực rất mạnh, là một trong những kẻ cự phách thuộc phe Họa Tử Hư, nhi tử của hắn là đồ đệ của họa tử hư. Nguyễn ảnh Pháp Vương. Thiên đạo hay không phải thiên đạo không phải ngươi nói, ta chính là thiên đạo. Ta lại muốn nhìn xem thế nào là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ bằng ngươi sao. Ngươi có thể khiến ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta đây sẽ giết ngươi trước. Phương Hàn cười dài, hào khí khôn cùng, thân thể vèo một tiếng, thoáng cái biến mất. Lập tức vương tỏa của huyễn ảnh Pháp Vương bắt đầu sụp đổ. Hắn cũng cảm giác được tất cả mọi người ở đây đều biến mất, duy chỉ có Phương Hàn như thân, chỉ trời đạp đất, cuồn cuộn mà đến, khí thế trời long đất lở, nguyên khí bạo tạc, pháp tắc tiên đạo tan vỡ, bốn phía toàn bộ đều là khí tức thẩm phán, thất lạc, báo thủ, thiên kiếp, hồng hoàng Cho dù giờ phút này hắn có biến thành thiên không cũng bị tạc nứt. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, băng thiên tràng. huyện ảnh pháp vương khổ sở muốn thổ huyết, muốn chạy khỏi nơi này, thế nhưng vô luận như thế nào cũng không thể nhúc nhích. Ngay cả nâng một ngón tay lên cũng rất gian nan. Hắn miễn cưỡng giơ cánh tay lên, đánh ra một chiêu tiên thuật, thế nhưng vừa thấy hình thể của Phương Hàn, tất cả đều sụp đổ. Cử thế đồng bi. Đột nhiên lúc này huyễn ảnh Pháp Vương cắn răng một cái, thiêu đốt tuổi thọ, vạn năm, mười vạn năm, tám mươi vạn năm. Tuổi thọ khổng lồ được thiêu đốt, hóa thành một chiêu này, ngay lập tức, dường như tất cả sinh linh thế gian đều lâm vào trong bi thống, hóa thành lực lượng ngưng tụ trong lòng bàn tay của hắn. Cử thế đồng bi. Một trong những tuyệt học sát chiêu của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Rất khó luyện thành, một khi thi triển ra có thể nói thiên địa đều tràn ngập bi thống. Huyễn Ảnh Pháp Vương đã không tiếc bất cứ giá nào sử ra một chiêu này, đụng vào công kích của Phương Hàn. Bão táp lập tức quét ngang tại vị trí của bọn họ, cho dù có đưa tay không thấy được năm ngón, ngay cả thiên tiên cũng không thấy rõ lắm. Cư nhiên là cử thế đồng bi. Huyễn Ảnh Pháp Vương này đã luyện thành một trong chín đại sát chiêu của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta, đại sát chiêu bài danh thứ 8. Đây là chuyện hiếm thấy trong suốt 10 vạn năm a. À. 9 Chín đại sát chiêu của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ta, mỗi một chiêu đều được ghi trong bí kíp tại thượng cổ. Mỗi một chiêu đều do nhiều loại thậm chí hơn 10 loại thượng cổ vô thượng thần thông kết hợp với thần thông trong 3000 đại đạo tạo thành tiên thuật, cho dù thiên tiên cũng khó có thể luyện thành. Như vậy, Nguyễn Ảnh Pháp Vương mới là người thứ ba luyện thành sát chiêu này. Chiêu này vừa xuất, vạn vật đều bi thống, Phương Hàn kia chỉ sợ không cách nào ngăn cản, Nguyễn Ảnh Pháp Vương cũng là liều mạng. nên trận vẹn trong vạn năm thọ nguyên hóa thành hư ảo. 9 đại sát chiêu của Thái thượng cầu thanh thiên chúng ta, trong đó có cử thế đồng bi này, bất quá cũng chỉ bài danh thứ 8, chính thức xếp hàng thứ nhất là một chiêu vô tận khởi nguyên, nghe đồng chiêu này vừa ra có thể câu thông với khởi nguyên chi lực thậm chí tham ngộ khởi nguyên thần quyền vô tận khởi nguyên ngay cả các thời đại trưởng môn cũng không thể lĩnh ngộ ra đúng a à. có thể lĩnh ngộ cử thế đồng bi cũng là nhân vật hung hãn tung hoành vô số không gian rồi không biết ai thắng ai thua cử thế đồng bi vừa ra phương hàn cùng huyễn ảnh pháp vương đối đầu rất nhiều thần niệm của đại nhân vật trượt lóe lên thái thượng cử thanh thiên chín đại sát chiêu sao cử thế đồng bi cũng không có cái gì đặc biệt căn bản không thể nào làm dung chuyển thần uy của tạo hóa đột nhiên thanh âm của phương hàn một lần nữa truyền lại phá diệt cho ta một đoàn phong bạo hủy diệt càn quét bốn phía thân thể phương hàn chấn động mãnh liệt hư ảnh tam thập tam thiên một lần nữa bày ra lập tức đánh tán loạn thanh âm bi thống đầy trời hắn sẽ bước đi tới mỗi một bước đều phát ra thanh âm dung chuyển trời đất đại thù phản chấn công phá phòng tuyến lực lượng số mạnh âm thầm tràn ra hắn thi triển ra tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền đồng thời cư nhân âm thầm phát ra một cỗ số mạnh lực Tiểu thúc mệnh thuật hiện tại hán tấn thăng làm hư tiên, huyền diệu của tiểu thúc mệnh thuật càng được phát huy, có thể thiêu đốt ít tuổi thọ nhất mà phát ra uy lực cường đại nhất. Trước kia phải thiêu đốt trăm vạn năm tuổi thọ mới có thể thi triển ra số mệnh lực, hiện tại chỉ cần thiêu đốt 10 vạn năm là có thể thúc dục. vận dụng số mệnh lực, hắn thậm chí đã đụng tới một tia quý tích của vận mệnh đang vận chuyển tại trong hư không, tuy hư vô mờ mịt, thế nhưng lại tràn đầy huyền ảo. Bàn tay của hắn đi tới đâu, tất cả lực lượng đều sụp đổ. Hắn lấn thân tới gần sau đó đánh ra một quyền. Chiêu thức của huyễn ảnh Pháp Vương hoàn toàn bị phá, tiên thuật tan giã, 3.000 đại đạo cũng đều sụp đổ. Bị quyền đầu nhanh gấp một triệu lần tia chớp của Phương Hàn đánh trúng thân thể. Bục một tiếng, thân thể toàn bộ bị xuyên qua, phá vỡ pháp bảo, pháp bảo nào, kể cả tuyệt phẩm đạo khí cũng không duy trì được nổi tích tắc khi quyền đầu của Phương Hàn đánh tới. Thất bại, huyễn ảnh Pháp Vương cư nhiên thất bại, vẫn bị trượng phu của Di Bảo, vị tạo hóa môn môn chủ đánh bại. Cử thế đồng bi, tuyệt đại sát chiêu do một vị thiên tiên thi triển ra cư nhưng không làm tổn thương được phương hàn mày may đây là loại thực lực gì xem ra hắn đủ có thể giết chết thiên tiên tuyệt đối không phải lời vô căn cứ hắn thi triển ra loại lực lượng gì vậy ta cảm thấy lực lượng này cơ hồ có thể nắm giữ vận mệnh đây là môn bí thuật gì ta đã sống 80 vạn năm được chứng kiến qua vô số lần đại kiếp nạn thế nhưng cũng chưa từng gặp môn bí thuật này có thể kết luận đây là một loại cấm kỵ chi thuật của tiên giới hơn nữa phương hàn này không biết tu luyện thành loại trí bảo gì kết hợp cùng thân thể tựa hồ như khí tức bắt bộ phủ đầu của long tộc bởi vì hắn huyễn hóa ra tổ long thập trảo, nhưng mà cũng không phải bởi vì trong đó có hư ảnh tam thập tam thiên tựa hồ như là tạo hóa thần khí có ghi trong điển tịch là một loại pháp bảo của tiên giới mà không có người nào có thể luyện chế thành công một số đạo chủ cổ xưa suy đoán thủ đoạn của phương hàn tu vi của hắn rốt cuộc là thế nào ngay cả thiên tiên cũng có thể giết chết ta không tin hắn chỉ là một tên hư tiên nho nhỏ mà thôi bởi vì chuyện này thật không thể tưởng nổi rồi. Cũng không phải là không có khả năng. Chẳng phải tại 300 vạn năm trước Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta đã xuất hiện một vị thánh hiền sao? Tu Vi chỉ có hư tiên thế nhưng có thể đánh bại tiên tiên. Ngươi nói là vị thánh hiền kia sao? Nhưng mà hắn đã lĩnh ngộ khởi nguyên thần quyền, đương nhiên có thể làm ra bất kỳ chuyện khó tin nào. Rất nhiều thanh âm đều đang nghị luận về Tu Vi của Phương Hàn. Huyễn ảnh Pháp Vương, ngươi không thoát khỏi khống chế của ta đâu. Thoáng cái đánh bại huyễn ảnh Pháp Vương, Phương Hàn lang không sừng sững cao thủ của thái thượng cửu thanh thiên đều xuất hiện đi, nếu không thì giao di bảo ra, ta sẽ đại khai sát giới đó. Phương Hàn lại thoáng cái đánh bại Huyễn ảnh pháp vương, mỗi người trong đám cự đầu của thái thượng cửu thanh thiên đều đã ngoài chân tiên tới thiên tiên, thế nhưng một trọi một, không có người nào có thể làm gì được hắn. Hiện tại nhất định phải có thần tiên mới áp chế được hắn, cho dù ba bốn thiên tiên cùng xuất thủ cũng không thể chấn áp được hắn. Hắn và bát bộ phủ đồ đã nhân bảo hợp nhất tam thập tam thiên thần quyền xuất thần nhập hóa. Từng chiêu từng chiêu đều ẩn chứa thiên đạo chi lý, nguyên khí vĩnh viễn không thiếu, hơn nữa còn càng đánh càng mạnh. Cơ hồ mỗi lần giao thủ, mọi người đều cảm giác được hắn lại mạnh thêm vài phần, dường như trong chiến đấu mà phát triển vậy. Nhân vật như vậy quả thực là kỳ tích, không có ai biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Trên thực tế, Phương Hàn tại mỗi lần chiến đấu đều luyện hóa đại lượng hỗn loạn huyết nhục nguyên thai, nhất là chiến đấu cùng Thiên Tiên, tốc độ luyện hóa càng nhanh hơn. Hỗn loạn nguyên thai lớn không thể tưởng, nếu quả thật triển khai ra, cũng không biết có thể bao trùm bao nhiêu tinh hệ. Đương nhiên Phương Hàn cũng không thể trong thời gian ngắn luyện hóa hết huyết nhục của hỗn loạn nguyên thai này. Dù sao cũng là bảo bối do hỗn loạn thiên quân rèn nên, nếu như luyện hóa toàn bộ dung nhập vào thân thể, pháp lực của hắn chỉ sợ sẽ đột phá tới cấp bậc thiên tiên, thậm chí còn tới một tầng thứ cao hơn. Phương Hàn, ngươi không nên kiêu ngạo. Lần này ngươi xâm nhập vào tổng đàn của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, chẳng lẽ chúng ta không thể làm gì được ngươi sao? Hôm nay chúng ta có nhiều cao thủ như vậy, mà hộ giáo pháp vương cũng ở đây, cùng nhau xuất thủ, cho dù ngươi có lợi hại hơn nữa, chúng ta vẫn có thể khiến ngươi chết đi sống lại, không có một tia cơ hội sống sót nào. Trong nháy mắt Huyễn Ảnh Pháp Vương bị thất bại, một vị pháp vương ngồi trên vương tọa bên cạnh hắn đột nhiên đứng dậy, toàn thân vị pháp vương này mặc một bộ đạo bào như lưới đánh cá, nguyên một đám mắt phóng giống như Phật nhãn cùng Ma nhãn tổng hợp lại. Hắn vừa đứng thẳng dậy liền lập tức thi triển ra tiên thuật chữa trị giúp Huyễn Ảnh Pháp Vương. Ngươi là ai? Phương Hàn lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống, giống như một vị quân vương đang nhìn thần tử dưới trướng vậy. Huyền La Pháp Vương, một trong những hộ giáo Pháp Vương. Cường giả cứ phách mặc đạo bào lưới đánh cá này lạnh lùng nói, ánh mắt bắn ra bốn phía. Chư vị, người này xâm nhập tổng đàn của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ta, lại còn làm bị thương mấy người. Đây là điều vô cùng nhục nhã từ khi khai tông lập phái đến nay. Cùng nhau liên thủ chấn áp chết hắn. Một hòn đá ném ra, vạn trượng sóng nhấp nhô. Tất cả cao thủ đều nhìn về phía phương hàn, nhưng mà cũng không có ai lập tức xuất thủ. Một số thiên tiên đạo chủ công lực thâm hậu, tu luyện 10 vạn năm, thậm chí cả trăm vạn năm đều truyền thần niệm qua lại. Người này mỗi một lần giao thủ đều mạnh hơn so với lần trước. Làm sao bây giờ? Hắn dám đem di bảo đi. Thái thượng cửu thanh thiên chúng ta là đại phái thượng cổ, uy danh hiển hách. Nếu như bị một kẻ như vậy xông vào làm loạn, không xem môn quy ra gì, nếu truyền ra ngoài, thanh danh môn phái chỉ sợ sẽ sụp đổ, không thể có chỗ dựa của rất nhiều đại phái thượng cổ nữa. Nếu không, thông chi cho chư vị đạo chủ cùng nhau liên thủ chấn áp kẻ này. Đúng, liên thủ chấn áp hắn ta cũng không tin hắn ngang ngược như vậy. Một người không đối phó được hắn, như vậy chúng ta toàn bộ đều sông lên chấn áp, không tin là không thể làm gì được hắn. Toàn bộ xuất thủ, hắn khẳng định là chết chắc, nhưng có người chưa chắc sẽ xuất thủ. Đông Lăng đạo chủ có một số hảo hữu à? Chúng ta đều là nhất đại đạo chủ, liên thủ đối phó một người thật sự quá mất mặt. Điều này cũng không thể không cố kỵ tới thân phận. Các vị có nhìn thấy không? Hắn tựa hồ còn có chỗ dựa vững chắc, chúng ta lại không biết hắn có con át chủ bài chính thức gì hơn nữa cho dù chúng ta lên thủ cùng nhau xuất thủ khiến cho máu chảy thành sông khi hắn liều mạng ai dám bảo đảm nhất định sẽ không phải là đệ lương cho hắn bát bộ phù đồ của phương hàn hơi xoay tròn vô số thần niệm mơ hồ đều truyền tới đột nhiên lúc này ánh mắt hắn lóe sáng vô cùng dường như là hai khỏa hằng tinh sáng nhất trong vũ trụ tất cả cao thủ đối mặt với ánh mắt này đều cảm nhận được chiến ý cường đại của hắn trong lòng càng thêm kiên kỵ thái thượng cửu thanh thiên cao thủ quả thật là như vân phương hàn ta chỉ có một người không phải đại la kim tiên bất diệt chi thân, lại càng không phải là thượng cổ thiên quân. Thế nhưng ai muốn giết ta cũng không phải chuyện dễ. Các ngươi cùng nhau liên thủ, không chết cũng lâm vào cảnh máu nhuộm tinh không, tuyệt đối không thể tránh được. Ta lại muốn nhìn xem, ai động thủ trước tiên, ta nhất định sẽ giết chết hắn đầu tiên. Phương Hàn cười dài nói, ánh mắt thu lại, cưỡng bức hướng về phía huyền La Pháp Vương. Huyền La Pháp Vương, ngươi nói ngươi muốn triệu tập tất cả cao thủ tới chấn áp ta, ta lại muốn nhìn xem ngươi có dám là người đầu tiên xuất thủ hay không nếu như ngươi là người thứ nhất xuất thủ, ta sẽ giết ngươi. Ngươi có tin hay không? Không tin, vậy ngươi có thể thử một lần. Động thủ đi. Ngữ khí như mũi nhọn, như thiên đạo pháp tắc cuồn cuộn, uy bức về phía Huyền La Pháp Vương. Sắc mặt Huyền La Pháp Vương tái nhợt, tự hồ muốn xuất thủ, thế nhưng lại không dám. Một vị cường giả thiên tiên cư nhiên bị khí tức của Phương Hàn chấn nhiếp. Cùng lúc đó trên tay Phương Hàn lại đột nhiên xuất hiện một cây trường thương, tùy thời đều có thể phóng ra, trên mặt hư ảnh trường thương này tràn đầy tư vị tối trung thẩm phán mà sau lưng của hắn, hư ảnh của phục cầu chi mâu, thất lạc chi kiếm như ẩn như hiện. Đây là do tiểu túc mệnh thuật mô phỏng ra, nhưng mà uy lực cùng với chân thật, khí tức cũng không kém hơn bao nhiêu, đủ có thể giả biến thành thật. Khí tức của tối trung thẩm phán chấn nhất tới, cư nhiên thật không có một vị thiên tiên nào dám động thủ chức tiên. Thẩm phán chi thương, phục cầu chi mâu, thất lạc chi kiếm. Họa tử hư lầm bẩm nói, đột nhiên sắc mặt phát lạnh, rời khỏi bạch kim vương tọa của phó môn chủ. Đúng vậy, đây là vương phẩm tiên khí trong truyền thuyết, đáng tiếc chẳng qua chỉ là hư ảnh mô phỏng ra mà thôi, có thể hù dọa được chư vị thái thượng cửu thanh thiên sao? Ngươi nói ai xuất thủ chức sẽ chuẩn bị nhận một cái giá thật lớn. Ta lại muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc có bản lãnh gì, ta sẽ là người đầu tiên động thủ chấn áp ngươi. Ngươi có đủ thực lực để giết chết ta chăng? Họa tử hư bước ra từng bước một đi về phía Phương Hàn, phát ra một cỗ cương khí tiên đạo vô ảnh vô hình, cư nhiên bắt đầu hóa giải khí tức của Phương Hàn, khiến cho ánh mắt của đám thiên tiên đều nhìn về phía hắn chỉ cần hắn có thể cầm cự được với Phương Hàn, đám người này sẽ lập tức xuất thủ, trực tiếp chấn áp. Dù sao Phương Hàn thật sự quá kiêu ngạo, thiếu chút nữa khiến cho tổng đàn thần thánh này gà bay chó chạy. Khi hắn từng bước một tiến tới, trong vầng sáng phía sau đầu hắn hiện ra từng vị vương giả, hình thái của mỗi một vị vương giả lại không giống nhau, trông rất sống động, từng đầu khống chế uy nghiêm của một cái thế giới, có khoảng chừng một vạn hình thể vương giả, đại biểu cho ý cảnh bất đồng. Đột nhiên lúc này tụ lại thành một pho tượng vô cùng cao lớn, tựa hồ như vạn vương chi vương, vạn vương lĩnh tụ. Thời điểm một chiêu này xuất hiện, khí tức của hắn liên tiếp tăng lên, trọn vẹn tương đương với mấy vị đạo chủ liên hợp. Thái thượng cửu thanh thiên, viễn cổ cửu đại tất sát bí chiêu, bài danh thứ năm, hắn cư nhiên lĩnh ngộ ra một chiêu vạn vương chi vương này. Rất nhiều đạo chủ đều chấn kinh khi trông thấy họa tử hư xuất ra một chiêu dị tượng này. Một chiêu này còn khó tu luyện hơn rất nhiều so với cử thế đồng bi, không bao nhiêu tiên thuật, rất nhiều thượng cổ thần thông kết hợp, tạo thành một chiêu này. Thoáng cái khiến hoa tử hư nổi giận rồi, cho Phương Hàn lợi hại cỡ nào, tại một chiêu vạn vương chi vương này oanh kích tới, chỉ sợ cũng phải tung ra con át chủ bài. Một khi pháp lực không đầy đủ, sẽ bị họa tử hư ngăn cản, chúng ta lập tức xuất thủ chấn áp hắn, chọn đời không thể thoát thân. Tuy nhiên của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta không thể để bị khinh nhờn. Tại trong tràng, rất nhiều cao thủ phe họa tử hư đều xô trào lên. Phương Hàn vẫn sừng sững đứng tại chỗ, không chút sức mẻ, lạnh lùng nhìn họa tử hư thúc giục đại sát chiêu vạn vương chi vương, phong độ vô cùng tỉnh táo tựa hồ căn bản không cảm thấy sự tồn tại của đối phương. Phương Hàn, ngươi trái lại vẫn còn tỉnh táo, bất quá một chiêu vạn vương chi vương này của ta tập trung chư thiên vương đạo chi khí, thánh hiền vương đạo, căn bản không thể nào kháng cự. Họa tử hư bước tới, còn cách Phương Hàn khoảng 3.000 bước mới dừng lại, lực lượng thu lại, ngay lập tức khiến y phục hoàng y của Phương Hàn bị hút mà bay phất phới. Hoàng sắc y phục trên người Phương Hàn là hoàng tuyên đầu biến thành, là pháp bảo hộ thân, thế nhưng cư nhiên thoáng cái bị hút giống như cuồng phong thổi qua, có thể thấy được thoáng cái này đã nhận được áp bách lớn cỡ nào. Nếu như là một vị chân tiên bình thường ở trước mặt đòn công kích này, lập tức sẽ bị đánh thành thịt vụn, không cách nào khôi phục lại. Có thể thấy được một chiêu vạn vương chi vương này của họa tử hư hung mãnh cỡ nào. Chư thiên vương đạo, thánh hiền tề tụ, rốt cục họa tử hư cũng xuất thủ, đánh ra một chưởng, thân thể bỗng biến mất, dường như vũ hóa phi thăng, bạch nhật thăng không, vô số bóng dáng vương giả thượng cổ, thánh hiền thượng cổ hiện ra, đám thánh hiền vương giả thượng cổ này đại biểu cho vương đạo tinh khiết trong trời đất đều tứ huy vũ hai tay đánh ra không biết bao nhiêu tiên thuật về phía phương hàn thần quang tiên thuật hội tụ thành một đạo trường hà hoàn toàn đem cuốn phương hàn vào trong đó nhiều tiên thuật như vậy thánh hiền tiên vương một chiêu vạn vương chi vương này quả nhiên là vô địch ở thiên địa thoáng cái này phương hàn cũng không biết có thể ngăn cản được không thiên tiên bình thường gặp một chiêu này chỉ sợ cũng bị đánh cho thổ huyết tuyệt phẩm đạo khí nổ mạnh một bộ y phục mặc trên người phương hàn cũng là tuyệt phẩm đạo khí biến thành một chiêu này đánh tới nó nhất định sẽ bị sụp đổ Chú ý, chỉ cần tên Phương Hàn này thoáng hiện ra vài sụp đổ, chúng ta sẽ xuất thủ. Ngươi ngăn cản Đông Lăng đạo chủ. sắc mặt Huyền Ảnh Pháp Vương tái nhợt, nói với Huyền La Pháp Vương: "Thật nhiều tiên thuật, Vương đạo thánh hiền quả nhiên không phải tầm thường." Tại thời khắc này, Phương Hàn cũng cảm nhận được áp lực thật lớn, nhưng mà thân thể của hắn vẫn không hề động, dường như là một tảng đá ngầm dưới thác nước, mặc cho tiên thuật đánh tới vẫn mãi bất động. Vô số tiên thuật oanh kích lên trên người của hắn đều nổ tung. Loang thoáng có thể nhìn thấy, hoàng sắc y phục của hắn sinh ra vết rách nhỏ nhỏ. Tiểu tử, nhận lấy cái chết đi, vạn vương hóa thánh, thánh giả vô địch. Đột nhiên họa tử hư từ trên trời giáng xuống, vừa rơi xuống, tất cả thánh hiền vương giả trên đại thủ giống như dòng xoáy cự đại quy về lòng bàn tay hắn, sau đó chảy xuôi, đánh cho nguyên khí quanh thân phương hàn bốc hơi, tất cả hộ thân cương khí đều biến thành hỗn độn. Trăm gài tóc trên đầu phương hàn đều nổ tung, một đầu tông dài tán loạn trên không trung, tại thời khắc này quần áo do hoàng tuyền đầu hóa thân thành đều tan rã, nửa thân trên lộ ra làn da màu cổ đồng, lại giống như nhan sắc hồng hoang hồng mông. Hai mắt hắn nhìn lên, liếc mắt liền nhìn thấu họa tử hư, đột nhiên hắn xuất thủ. Đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu thấy hay, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và để lại comment góp ý của mọi người nhé.